Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Cuộc Sống Miền Tây, một trong những kênh review nước hoa sách tay về tiếng Việt và là những khui hộp, những sản phẩm thật cho các bạn xem. Lâm cũng cảnh báo cho các bạn biết là cái kênh của mình hiện tại đang bị re-up bởi một cái kênh khác. Và Lâm cũng chủ trương là không có làm bất kỳ một cái kênh nào ngoài cái kênh này. Cho nên các bạn xem cái kênh này là các bạn đang xem một cái kênh chính thống và là do chính bản thân Lâm quay video. Thì các bạn hãy lưu ý là nếu mà các bạn quan tâm sản phẩm hoặc là muốn xem video chính thức thì hãy liên hệ với mình qua hotline 0939010042. Lâm chỉ sử dụng một số điện thoại đó duy nhất mà thôi và kênh Cuộc Sống Miền Tây này. Nếu mà những cái video khác mà các bạn đang xem á bị che bởi bị che thì đó là những cái video mà ăn cắp bản quyền và hình ảnh của Lâm. Mong là các bạn sẽ báo cáo report hộ cho Lâm. Lâm rất là cảm ơn. Thì hôm nay Lâm xin trở lại với các bạn một mẫu nước hoa của nhà Signoria, một trong những cái dòng nước hoa mà có thể nói là giá rất là tốt với lại mùi hương rất là thơm mát dễ chịu. Tuy nhiên là theo một số cái review khác nữa của một số review khác á thì họ cho là những cái mùi đó nó hơi là nồng và nó hơi ngọt nếu mà xài trong những cái mùa hè. Thì hiện tại đây ở tại miền Tây của mình thì nhiệt độ đâu đó là khoảng 30 đến 33 độ C, mà Lâm đã thử qua trước đây khoảng 2-3 tiếng đồng hồ trước đó rồi thì cái mùi hương nó vẫn là thoang thoảng, rất là dễ chịu và nó hoàn toàn không có như là những cái review khác mô tả. Tuy nhiên Lâm rất là tôn trọng những ý kiến cá nhân của các bạn, đồng thời những cái lời nói, những cái nhận xét của Lâm là những cái nhận xét chủ quan. Mong là các bạn nghe cảm thấy đúng thì các bạn nghe, còn nếu các bạn không cảm thấy không đúng thì các bạn hãy để dưới comment bên dưới để Lâm học hỏi thêm. Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ và chúng ta sẽ vào vấn đề chính của hôm nay, đó chính là Salvatore Signoria phiên bản Mystery, là một trong những cái dòng nước hoa có thể nói là giá tốt, hương tỏa hương cũng rất là ổn định và cái độ lưu hương cũng khá là có điểm ở trong cái hàng điểm 10. Signoria Salvatore phiên bản Mysterio thì nó có một cái tên như là huyền bí. Tuy nhiên cái mẫu chai của nó cũng huyền bí không kém. Tuy nhiên là cái nốt hương của nó không có huyền bí như vậy đâu các bạn. Cái chai trên tay của Lâm là 100ml và nó được sản xuất tại tại Italy ha các bạn, tại Italia ha, là Ý á ha các bạn. Và ở phía dưới thì nó có tất cả các thông số các bạn xem ha. Rồi cái hộp ha. Đây là cái chai Salvatore Signoria phiên bản Mysteria ha các bạn. Mysteriosa nha các bạn. Cái này là cái nắp của nó được trang trí cũng rất là dễ thương ha. Hai bên cũng có nơ nè các bạn, nơ bằng vải ha. Phía dưới là chúng ta có thể soi gương được luôn, nếu mà chúng ta tận dụng tốt thì chúng ta có thể soi gương được. Nó rất là bóng, là một cái mảnh kim loại rất là sáng bóng, chúng ta có thể soi gương mà luôn nếu mà chúng ta tiếc, chúng ta nhìn như thế này ha các bạn. Đồng thời ở phía bên dưới nó có cái mã code để mà chúng ta kiểm tra, và kiểm tra bằng cách nào thì chúng ta vào cái checkfresh.net, các bạn quánh cái mã này vô, sau đó các bạn chọn cái nhà sản xuất là Signoria Salvatore thì nó sẽ cho các bạn thông tin về ngày sản xuất, người sản xuất và tất cả những cái thông tin khác ha. Rồi các bạn đừng có check code, bởi vì cái mã code thì các bạn hãy tưởng tượng như là nó chỉ là một cái tham chiếu rất là vớ vẩn, bởi vì những cái hộp kem đánh răng hay là một cái chai nước mắm hay là nước tương gì đó trong siêu thị người ta vẫn làm mã code được ha. Còn những cái mã code này thì chúng ta không nên quan tâm quá, mà chúng ta phải vô cái trang checkfresh.net kiểm tra nó mới chính xác. Khúc mà vừa mới xịt ra thì Lâm liên tưởng ngay đến Lancôme La Vieille, một trong những cái trứ danh, một cái tên tuổi miền thổi sống của nhà Lancôme. Mùi ngọt dễ chịu nhưng mà đâu đó Lâm có cảm giác như là có một chút xíu gì đó mùi trà, nhưng mà cái mùi trà này nó không quá là đậm đặc, nó làm cho chúng ta cũng cảm feeling, cảm giác như là vừa phải thôi chứ nó không quá là đậm đặc. Mùi cũng ngọt, cũng dễ thương. Và có một cái nốt hương ở trong đó là nó làm cho Lâm liên tưởng đến là một cái loại kem dưỡng da lotion mà các bà mẹ phụ nữ hay xài. Nó làm cho chúng ta cảm giác rất là smooth, rất là êm dịu, không có hoàn toàn là gắt gỏng. Lúc mà vừa mới xịt cái mẫu này ra thì Lâm nói ồ, đây là một cái phiên bản copy của Lancôme La Vieille. Tuy nhiên nó nhẹ nhàng hơn, nó trẻ trung hơn, nhưng mà cái độ lưu hương thì Lâm nghĩ nó sẽ không có tốt bằng Lancôme La Vieille. Cái độ lưu hương mà theo lý thuyết người ta nói là đâu đó là khoảng 6 đến 7 tiếng thì Lâm nghĩ là theo Lâm nghĩ thôi thì nó không lưu hương lâu như vậy đâu. Tuy nhiên một số cái người có cái
có cái thích hợp á, gọi là thích hợp với cái mùa này á, thì có thể lưu hương khá là lâu. Bởi vì có một cái vị khách của Lâm sử dụng cái mẫu này và cô ấy rất là khen, và chai thứ ba cô ấy sử dụng cũng là mua hàng bên Lâm, và cô ấy nói là mùa này rất là dai, rất là thơm. Thì ok, không sao hết, nó sẽ thích hợp với người này mà nó không thích hợp với người kia. Tất cả những cái suy nghĩ của Lâm đều là chủ quan và thực tế mà Lâm cảm nhận. Mong các bạn góp ý và comment bên dưới ha. Rồi nếu mà các bạn có quan tâm đến sản phẩm này thì hãy liên hệ với mình qua hotline 0939010432. Chỉ có một số điện thoại duy nhất và một cái YouTube duy nhất, và cũng một cái fanpage, một cái Instagram, một cái Zalo duy nhất. Lâm không sử dụng bất kỳ cái số điện thoại nào khác hết nha các bạn. Các bạn hãy là người tiêu dùng thông minh, tìm đúng người uy tín để mà mua hàng. Rồi chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ và an yên.